Kính chào đại chúng, kính chúc đại chúng luôn thật nhiều năng lượng bình an và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Chúng ta ý thức là chúng ta vẫn còn là một con người, chưa phải là một bậc thánh, nghĩa là chúng ta vẫn còn rất là nhiều tham, sân và si. Thì vậy cho nên chắc chắn tham, sân, si đó sẽ chi phối chúng ta trong từng lời nói, hành động và suy nghĩ. Có khi chúng ta nhận biết, nhưng mà có khi thì không nhận biết. Có khi mình hành động tưởng là với một cái tâm không có phiền não, nhưng mà kỳ thực nếu mình có một cái con mắt nhìn sâu được thì mình sẽ thấy là phiền não luôn ngấm ngầm và giật dây. Nhiều khi mình muốn góp ý người đó, mình nghĩ rằng là mình chỉ muốn người đó tốt hơn thôi, muốn cho người đó hay hơn thôi. Nếu mình nhìn sâu thì mình cũng thấy mình cũng có cái tâm đó, nhưng mà đồng thời thì mình cũng có tâm tức giận. Mình cũng có tâm sân chi phối trong đó. Trong khi mình chăm sóc, mình quan tâm, mình yêu thương một đối tượng nào đó, nhiều khi mình nghĩ là mình đang thương người đó thật lòng, thương với tất cả tấm chân thành. Nhưng mà nếu mình nhìn sâu vào thì cái đó cũng có, nhưng mà bên cạnh đó nó còn có sự bám víu, sự dựa dẫm, sự vướng mắc chẳng hạn. Tức là rất là khó để mà mình nói năng hay hành động một điều gì mà không mang dáng dấp của tham, sân và si. Phải tu luyện nhiều lắm, phải tỉnh thức, phải chánh niệm nhiều lắm thì may ra là mình mới có được những cái hành động, lời nói một cách thuần khiết. Và con người chúng ta hoàn toàn có thể làm được điều đó. Như vậy có nghĩa là mỗi ngày như vậy mình sản xuất ra nhiều sản phẩm có dán mác tham, sân và si. Và nếu mà những sản phẩm mình có tham, sân và si, có nghĩa là có mầm mống của khổ đau, có thể châm ngòi cho khổ đau. Nếu đối tác của mình cũng không thực tập giỏi như mình, họ cũng chế tác ra tham, sân và si mỗi ngày, trong cách nói năng, trong cách hành động của họ, thì chiến tranh sẽ xảy ra, gây gỗ, cãi vã và mâu thuẫn hay là xung đột. Cho nên giờ nào mà tham, sân và si vẫn còn, phiền não vẫn còn, tiếp tục chi phối vào trong, kể cả trong suy nghĩ thôi, là chúng ta đã bắt đầu bất an, đã bắt đầu có những xáo trộn, những căng thẳng, và chắc chắn sẽ đi tới khổ đau. Mục đích của sự thực tập đạo Phật của chúng ta đó là phải diệt trừ hay là phải chuyển hóa, phải quản chế được tham, sân và si. Và vì chúng ta còn bận rộn với mưu sinh, chúng ta còn phải nắm bắt nhiều thứ, chúng ta còn phải nghĩ ngợi, lo xa, nhiều thứ đang sắp xảy ra trong tương lai. Cho nên là chúng ta thường không có nhiều thời gian để nhìn sâu vào từng hành động, từng lời nói, từng cử chỉ của mình, để có thể biết được là mình đang ở cái cung bậc nào, tâm thức mình đang ở cung bậc nào trên cái con đường đi về cái sự hoàn thiện nhất, đi về chân thiện và mỹ. Và phải khi có một người nào đó phản ứng, khi ai đó giận hờn, khi người thương mình xách gói muốn ra đi, khi đối tác của mình muốn ngưng hợp đồng với mình, khi có một sự cố xảy ra, thường là một biến cố, một tai nạn, một rủi ro, hoặc là khi mình nằm trên giường bệnh vài ngày thôi, vài ngày mình không có thể cựa quậy, không có thể lao vào công việc, không có thể tranh đấu được nữa, nằm yên trên giường bệnh. Nói như Shakespeare là đời người may thay có được vài lần nằm trên giường bệnh. Đó là cơ hội tốt nhất để người ta có thể nhìn sâu vào đời sống của mình. Và khi nằm trên giường bệnh hay là
trong một cái tai nạn nào đó mà mình không thể tiếp tục dùng cái bản ngã này để thể hiện uy quyền hay là chứng tỏ tài năng hay là thu phục người khác nữa, thì mình sẽ có khuynh hướng thu mình lại. Đó là một cái bản năng rất là tự nhiên. Và Đức Phật nói đó là một điều kiện rất là tốt. Đức Phật nói nghịch nó cũng tạo ra tăng thượng duyên, chứ không phải chỉ có thuận mới tạo ra tăng thượng duyên. Có những người điều kiện thuận lợi sẽ giúp cho họ phát triển rất là nhanh, giúp cho họ hoàn thiện bản thân rất là nhanh. Nhưng mà có những người điều kiện thuận lợi không giúp đỡ được, chỉ làm cho họ dễ vui, khinh lờn và buông thả. Cho nên họ rất là cần những điều kiện nghịch. Quý vị hãy nhìn sâu vào trong đời sống của mình sẽ thấy là có những lúc mà khó khăn, khốn đốn, áp lực nó càng nhiều thì con người mình trở nên nhanh nhạy, khôn ngoan, lanh lợi và năng động hơn. Có thể là như vậy. Để cho nên khi mà khổ đau nó đến, đôi khi chúng ta cũng đau lắm, khó chịu lắm. Mình muốn thoát khỏi nó, mình muốn chống chế, mình muốn loại trừ nó, nhưng mà nhiều khi loại trừ không có được. Cho nên buộc mình phải nằm đó với khổ đau, ngồi đó với khổ đau, sống chung với khổ đau. Nhưng mà Đức Phật nói khoan chóng, từ từ bình tĩnh lại. Và mình phải nghe ngóng cái thông điệp phía sau những cái biến cố, những khổ đau ấy là cái gì. Thì trong cái tuệ giác của Đức Phật thì Đức Phật thấy khi khổ đau đó, chúng ta có khuynh hướng nhìn kỹ lại mình, nhìn rất là sâu. Đối với các chuyên gia tâm lý trị liệu Tây phương á, họ nói rằng khi chúng ta trầm cảm, con người chúng ta trở nên rất là sâu sắc, rất là bén nhạy. Có thể trước khi chúng ta bị trầm cảm á, chúng ta hướng tâm ra bên ngoài rất là dữ dội, lúc nào cũng chụp đối tượng này, bắt đối tượng kia, thể hiện tài năng, thể hiện uy quyền. Nhưng mà khi mình trầm cảm thì mình có khuynh hướng là sợ ngoại cảnh, sợ tương tác, sợ các đối tượng xung quanh. Cho nên là mình có khuynh hướng là thu mình vào một góc và quay về với chính mình. Và khi quay về với chính mình thì mình làm gì? Thì có khi là mình sẽ nhớ nghĩ tới quá khứ, nhớ tới những người đã từng nói những câu nói, làm những cái hành động rất là đau lòng và để lại vết thương trong tâm hồn của mình. Nhưng mà cũng có khi mình ngồi, mình nghĩ lại mình. Hôm trước, trong buổi nói chuyện lần trước ở đây, tôi có nói là tôi rất là thích câu hát của anh Trịnh Công Sơn là mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Và mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên, nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình. Thì khi tôi nói chuyện với anh Trịnh Công Sơn á, thì anh nói là thật ra cái ý của anh muốn viết là ngồi nghĩ lại mình trước, rồi mới nhìn rõ quê hương sau. Tức là phải giúp mình trước á, rồi mới giúp đời sau. Nhưng mà tại vì cái chỗ đó nó viết như vậy thì nghe nó thuận hơn. Cho nên là ngồi nghĩ lại mình được viết sau, chứ thật ra là phải ngồi nghĩ lại mình trước. Một trong những cái nghệ thuật sống giúp cho chúng ta cân bằng và sáng suốt, làm cho con người chúng ta lúc nào cũng cũng hài lòng với chính mình, tức là mình lúc nào mình cũng xài với cái the best, cái tốt nhất của mình, đó là lùi lại một bước. Mỗi ngày dành cho mình một khoảng lặng để mà nhìn lại mình hay là nghĩ lại mình. Nhìn lại hay là nghĩ lại ngày hôm qua ta đã làm gì? Có thể trước khi mình đi ngủ, mình đừng có đi ngủ liền. Trước khi mình đi ngủ đừng đừng có xem TV, game show cho tới 12 giờ khuya, 1 2 giờ còn còn loạng choạng ở trên Facebook, còn lướt ván trên các trang mạng, hay là chưa có thoát khỏi YouTube, thì mình nên đi ngủ sớm. Giấc ngủ trước 10 giờ là giấc ngủ bổ dưỡng, giấc ngủ sau 12 giờ là giấc ngủ tàn tạ. Đó là nghiên cứu của các nhà khoa học. Nhưng mà chúng ta thích chọn giấc ngủ tàn tạ, rồi 7-8 giờ mới thức dậy, rồi thức dậy rồi cong giò mà chạy đi làm, không kịp make up, không kịp ăn uống, không kịp chào hỏi, không kịp ngồi thiền. Có rất nhiều quyết tâm để ngồi thiền rồi nhưng mà chưa bao giờ dậy sớm nổi, tại vì ngủ trễ quá mà. Cho nên trước khi ngủ quý vị nên dành cho mình 15 phút
Ít nhất nếu được thì nửa giờ. Nhớ đừng có ngồi trên giường ha. Cái giường nó có quyền lực lắm đó. Ngồi là nó kéo xuống ngay lập tức. Cho nên là mình có thể ngồi ở dưới giường, hoặc là mình ngồi ở trên phòng khách ấy, ngồi tĩnh tâm. Vị nào mà cảm thấy mình khó ngủ hay là có mộng mị trong khi ngủ thì nên ngồi thiền trước. Giống như là mình thanh lọc những cái rác rến mà mình đã tiếp thu, vô tình tiếp thu trong một ngày. Quý vị biết là một ngày như vậy là mình mở các giác quan ra, mắt mình thấy tất cả những gì mình thấy nó đều trở thành một phần của con người mình. Thí dụ như là mình đi vào Facebook, mình xem một thông tin, thì cái chất liệu trong cái thông tin đó nó sẽ trở thành một phần của cảm xúc, một phần của nhận thức của mình luôn, cũng không chừng. Mình chỉ cần xem xong một video clip, tâm thức mình có thể thay đổi, cảm thọ có thể thay đổi, tâm tưởng cũng có thể thay đổi. Cho nên cái đó gọi là Đức Phật gọi là xúc thực, tức là thức ăn đi qua đường tiếp xúc. Và khi mà tôi trong cái chuyến đi tu bụi đó, tôi có làm tình nguyện viên ở một cái cộng đồng tên là Ionia Community ở Alaska. Thì tôi ở đó là gần 3 tháng. Thì khi tôi vào sinh hoạt cái cộng đồng đó, tôi rất là ngạc nhiên. Quý vị biết là họ có một cái căn nhà thật là lớn, có 45 con người ở chung trong một căn nhà. Là bốn gia đình đó, họ sống chung với nhau, đem con cái tới cùng sống chung. Và họ ăn chay trường, họ ăn theo truyền thống là macrobiotic, hơi giống giống như là Osawa vậy đó, nhưng mà họ ăn rộng hơn, ngũ cốc vân vân. Thì nhiều đời qua ba thế hệ rồi mà họ vẫn ăn chay, và trẻ con ở đó chưa bao giờ biết sô cô la là gì, chưa bao giờ biết Matcha, tức là những cái thức ăn xa xỉ hay là có vị ngọt đường đó, thì họ không cho trẻ con sử dụng. Tại vì họ quan niệm rằng đường nó có thể làm giảm trí nhớ, hoặc là nó sẽ gây bệnh. Vì cho nên là trẻ con chưa bao giờ biết bánh kẹo. Khi những người tình nguyện viên như chúng tôi tới đó, thì khi họ đón mình ngoài ngoài ga xe lửa đó, thì họ phải kiểm tra trước trong túi mình có mang bánh kẹo tới hay không. Trong đó kể cả là họ không cho mang laptop, máy tính xách tay đó, và điện thoại cũng không cho vào. Tại vì họ nói là mình mang chất độc, gọi là poison food, tức là những cái độc tố đi vào trong cộng đồng. Thì khi vào đó thì mình rất là ngạc nhiên. Mình thấy ở trên vách họ có treo một cái câu là "We are what we eat". Chúng ta là những gì mà chúng ta ăn mỗi ngày. Chúng ta là những thực phẩm đó đó. Bây giờ mình chọn thực phẩm nào đây? Thực phẩm lành tính hay là thực phẩm không lành tính? Nếu mình đưa thực phẩm lành tính vào trong người mình thì cái lành tính nó sẽ đóng góp không chỉ cho thân thể mà cho cả tâm hồn của mình. Cái này rất là khoa học quý vị. Đầu thế kỷ thứ 20 đó, khoa học ở xã hội Tây phương đã xác định rằng là những gì nó xảy ra cho thân á là sẽ xảy ra cho tâm. Cho nên khi họ nghiên cứu như ở bên Anh, họ nghiên cứu những cái loại thịt mà từ những giống bò điên á, khi người ta tiêu thụ nó thì cái chất điên nó cũng cũng ảnh hưởng tới tâm tính sân si nóng nảy, kể cả là cái chất điên ở trong con người. Vậy cho nên bây giờ cái văn minh của người Tây phương là họ rất là chọn lọc thực phẩm đưa vào người của họ. Cái điều đó nó nói lên cái tri thức của con người, tức là cái trình độ tri thức con người được đánh giá qua cách chọn lọc thực phẩm. Tại vì nó như ông bà tổ tiên mình có nói là bệnh tùng khẩu nhập. Trí tuệ của ông bà tổ tiên mình ngày xưa đã có rồi, tức là bệnh á phần lớn là do thực phẩm mà ra. Nhưng bây giờ khoa học nói xa hơn nữa, đó là những cái gì xảy ra trong tâm hồn của bạn á cũng có thể do thực phẩm mà ra. Như vậy có phải là Đức Phật ngày xưa đã từng nói là thân với tâm là một không? Vậy thì rất là khó để chấp nhận, nhưng mà đó là một sự thật. Đó là những thực phẩm ở trong quán xá kia, ở trong siêu thị kia, ở trong nhà hàng kia, những cái thứ mà chúng ta đang rất là hấp dẫn bởi nó đó, nó quyết định nên một phần nào trong cái con người của chúng ta, từ thể chất, từ bệnh tật cho tới cả tâm hồn. Cho nên là trong quá trình trị liệu về về cơ thể đó, thì người ta cũng quan tâm tới vấn đề trị liệu về tâm lý, và ngược lại, trong quá trình trị liệu về tâm lý như là trầm cảm, người ta cũng khắt khe luôn cái phần kiểm soát những thực phẩm bên ngoài đưa vào.
Thì cái đó gọi là đoàn thực. Đức Phật gọi là đoàn thực, tức là thức ăn đưa vào trong miệng. Thực phẩm hàng ngày chúng ta tiêu thụ gọi là đoàn thực. Nhưng mà Đức Phật nó có những cái thức ăn khác, nó cũng ảnh hưởng tới chúng ta rất lớn, đặc biệt là tâm thức chúng ta, đó là xúc thực. À, thức ăn qua sự tiếp xúc giữa các giác quan, như là mắt chúng ta thấy cái gì, chúng ta có chọn lựa được không? Chọn lựa thức ăn đưa vào đường miệng thì còn dễ, để nuôi dưỡng cơ thể là còn dễ, chọn lựa thức ăn bằng mắt cực kỳ khó. Quý vị chỉ cần bỏ 1-2 giờ lướt ván trên internet thôi, thì câu hỏi đặt ra là quý vị sẽ đi vào chỗ nào và cái chất liệu gì quý vị sẽ đưa vào trong con người của mình. Mình nghe chừng một bản nhạc tình sầu đứt ruột như là Bolero rồi đó, Duyên Phận hay là gì đó, Đồi Thông Hay Mộ ha, Những Đồi Hoa Sim, nghe xong là tê tái cái tâm hồn. Mình tưởng là nó giải sầu giải trí, đâu có giải đâu, nó tưới tẩm, nó kích hoạt vào cái vết thương của mình đó, nó làm cho vết thương nó sâu nặng hơn, và tâm tưởng của mình nó khuếch đại mọi vấn đề, nó tồi tệ, nó tiêu cực hơn. Rồi mình đi vào trong các trang mạng để xem movie, để xem phim, thì những bộ phim hành động ì chéo rồi kinh dị rùng rợn đó, thì nó tưới tẩm hạt giống gì? Tưới tẩm hạt giống của sân si, của bạo động, của hận thù. Games hay là game show gì, tất cả những cái đó đều là thực phẩm đưa vào chúng ta. Vậy thì we are what we watch, we are what we listen to. Chúng ta là những cái gì chúng ta nhìn đó, nhìn ngắm. Chúng ta là những gì chúng ta lắng nghe, và kể cả chúng ta là những gì chúng ta ngửi, chúng ta nếm, chúng ta xúc chạm. Chứ chúng ta đừng có xem thường sự tiếp xúc đó. Và vì chúng ta đã không ý thức được điều đó, hoặc là chúng ta đã từng nghe nhắc nhở về điều đó, nhưng mà vì đời sống chúng ta nó luôn chìm vào trong sự thất niệm, bị cuốn trôi theo hoàn cảnh, theo đối tượng, theo câu chuyện, theo tình huống, chúng ta ít có sống trong trạng thái gọi là awareness, tỉnh thức. Tỉnh giống như là mình lùi lại, mình dựa vào ghế vậy nè, xem cuốn phim từ từ nó hiện ra. Cuộc đời mình, hành động của mình, lời nói của mình, suy nghĩ của mình, cái này gọi là nhìn vào chính mình. Vậy thì Đức Phật dạy chúng ta là có hai phép thực tập. Một là nhìn lại mình, và phép thực tập thứ hai đó là nhìn vào chính tình trạng của mình đang diễn ra. Mà Đức Phật khuyến khích nhóm thứ hai nhiều hơn là nhóm thứ nhất. Đức Phật ít khuyến khích chúng ta nhìn những điều đã xảy ra, đã qua, nhưng mà vẫn đề nghị chúng ta nên có phần thực tập đó, còn hơn là không bao giờ nhìn lại. Nhưng mà cái phần quan trọng hơn nữa đó là hãy nhìn vào tình trạng của mình đang diễn ra, đang nói cái gì đó, biết không? Nó hay hơn là đã nói rồi mới biết, phải không? Thường thường là mình quăng một câu bên kia sùi bọt mép, rơi nước mắt rồi mới biết. Bên kia phải đáp trả lại một câu đau lòng, tức giận, thì mới biết là mình đã làm cái gì. Nhiều khi có những lời nói hành động phải mất vài tuần lễ, vài tháng trời, vài năm sau mình mới bắt đầu ngồi nhìn lại và nhận ra. Quá trễ. Nó đã lên đường, đã đi hủy diệt người khác rồi. Tất cả những cái tác phẩm của chúng ta, cái đó gọi là bad karma, nghiệp xấu. Nó đã lên đường và nó đã sâu kết với tất cả những cái nguồn năng lực xấu trong vũ trụ để chờ trực đáp trả lại chúng ta một hiệu ứng. Theo cái nguyên tắc the butterfly effect, hiệu ứng cánh bướm, giữa thế kỷ thứ 19, Edward Lawson đã đưa ra cái thuyết the butterfly effect, hiệu ứng cánh bướm. Ông ta nói rằng một cánh bướm vỗ ở Brazil, mình hay gọi là gì, tiếng Việt mình gọi là gì? Brazil. Brazil. Brazil hả? À, Brazil. 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 Rồi. Nó có thể tạo thành một trận bão ở New York, tức là New York á. Có bị biết là
À, đây là bản đồ nước Mỹ và New York thì nằm tới chỗ này, mà Brazil thì nằm tuốt ở dưới này. Sao mà bão đâu mà thổi có một cánh bướm chút xíu mà từ Brazil mà có thể tạo thành một trận bão ở thành phố New York của nước Mỹ là sao? Kể cả các nhà khoa học ở tại thời điểm đó cũng không đồng thuận ý kiến của Edward. Nhưng mà tới khi đầu thế kỷ 20 đó, khi các nhà khoa học họ làm một cái thí nghiệm gọi là double Swiss experience thì họ mới tách hai cái hạt điện tử ra rất là xa, hai hạt electron, thì họ rất là ngạc nhiên khi họ thấy là cái hạt bên này nó dao động như thế nào thì cái hạt bên kia nó dao động như thế ấy. Tức là họ mới nhận ra rằng là vạn pháp á, mọi sự mọi vật trên đời này nó đều tác động qua lại lẫn nhau, gọi là tương tác. Thì lúc đó họ mới thừa nhận là cái thuyết hiệu ứng cánh bướm của Edward Lawson là chính xác. Khi con bướm đó vỗ cánh đó quý vị, cái lực của nó nhỏ xíu à, nó thua cái cách mình đập trên bàn đấy không? Khi mình giận mình đập trên bàn cái biết tai mẹ nghe không, thì nó gấp trăm lần ngàn lần cánh bướm phải không? Okay. Đập cái em tưởng em ngon hả, thí dụ vậy. Thì cái hiệu ứng cánh bướm có chút xíu à, nhưng mà nó sẽ lên đường, nó kết hợp với những động năng đã có sẵn trong universe, trong trời đất. Nghĩa là trong trời đất lúc nào cũng có sẵn những năng lượng của vạn sự vạn vật nó phóng ra. Không chỉ từ vạn vật nữa, không chỉ từ vạn vật mà còn vạn sự, tức là những quá trình kết hợp phân ly này, cũng tạo ra năng lượng. Huống chi động vật cũng phóng ra năng lượng mà thực vật cũng phóng ra năng lượng. Mỗi sự kiện xảy ra trong trời đất này đều phóng ra năng lượng. Vậy thì những cái tầng năng lượng nó có cùng tần số đó, thí dụ như good karma, năng lượng tốt, thì nó sẽ đứng cùng một dải với nhau, nó cùng một tầng tần số với nhau. Còn những cái bad karma thì nó cũng cùng một dải tần số với nhau. Vậy thì khi mà cái lực này nó phóng ra từ con bướm á, nó nhỏ xíu thôi, nhưng mà nó kết hợp với những động năng đã có sẵn và nó đã xếp hàng theo cái kiểu như domino vậy đó, có sẵn trong trời đất rồi. Cho nên cái lực nhỏ xíu của cánh bướm nó kích hoạt vào một cái lực lớn hơn, rồi một cái lực lớn hơn nó kích hoạt vào một cái lực lớn hơn nữa, cuối cùng tạo ra trận bão lớn. Có thể là trận sóng thần ở Nhật Bản là do quý vị đập bàn đó, quý vị ném ném cái điện thoại vào ông xã đó bên kia nổi nổi sóng, có thể chứ ai biết được. Chúng ta đều có đóng góp vào mọi sự kiện xảy ra trong trời đất hết phải không quý vị, tốt hay là xấu thôi. Hoặc là người kia có thể trở thành một nhân vật anh hùng hay là làm nên đại cuộc, có thể do cái good karma của quý vị gửi tới, cái năng lượng tốt, nghiệp tốt của quý vị gửi tới. Vì vậy cho nên là cái cánh vỗ của con bướm nó không, bản thân nó không thể tự tạo ra được trận bão, nhưng nó sẽ kết hợp với những cái lực đã có sẵn. Đức Phật nói mỗi lời nói, mỗi hành động, kể cả mỗi suy nghĩ của chúng ta đều có thể tạo nên một hiệu ứng rất là lớn. Có khi người khác phải lãnh đủ tất cả những gì chúng ta gây ra. Ông bà cha mẹ tổ tiên gây ra, nhiều khi con cháu phải khát nước. Cha mẹ ăn mặn mà con cháu phải khát nước. Tại vì con cái là sự tiếp nối của cha mẹ, ông bà tổ tiên. Và tất cả những gì mà chúng ta tạo ra thì thế hệ của chúng ta, chính chúng ta và con cháu chúng ta cũng sẽ lãnh đủ hết. Cho nên tôi rất là thích cái bài bài kệ sám hối của Phật giáo Đại Thừa, đó là ngã tích sở tạo chư ác nghiệp, giai do vô thủy tham sân si, tùng thân ngữ ý chi sở sanh, nhất thiết ngã kim giai sám hối, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Bài này được dịch bởi thiền sư Làng Mai, đó là con đã gây ra bao lầm lỡ. Rất là hay. Khi mà quý vị ngồi yên xuống, ngồi đối thoại với chính mình, hoặc là quý vị có thể quỳ phủ phục trước một cái đấng từ bi, đấng trí trí tuệ, một bậc vẹn toàn, để mình có thể đối thoại với Đức Phật. Chúng ta gọi là phép sám hối. Chúng ta có nhiều phương pháp để sám hối, nhưng mà tôi nghĩ một trong những cách tốt nhất là phải được đối thoại. Đối thoại với chính mình, hay là đối thoại với dung nhan của Đức Phật, hình tượng của Đức Phật, để gợi nhớ tới một cái giá trị trí tuệ và từ bi tốt đẹp nhất trên đời.
Còn khi mình đối thoại với chính mình thì mình đối diện với bản thiện hay là Đức Phật ở trong lòng của mình, để mình nhìn lại là ngày hôm qua mình đã nói cái gì, mình đã làm cái gì để cho người thương mình khổ đau hay là hạnh phúc. Người thương mình đang khổ đau như vậy có sự đóng góp của mình không? Ít nhất là trong suy nghĩ. Kể cả trong suy nghĩ nó cũng phóng thích ra cái năng lượng, nó kích hoạt vào cái tâm bất an của người kia đó quý vị. Khi quý vị đang trong một cái ý niệm sân hận, nghi ngờ, toan tính, kỳ thị, thì nó cũng tạo ra một cái năng lượng rất là độc địa để nó tác động vào cái hạt giống bên kia. Nếu bên kia tu không giỏi, bên kia không có phòng ngự tâm ý của mình tốt, thì cái năng lượng của quý vị sẽ mời lên cái hạt giống sân si của người kia. Còn nếu quý vị ứa ra một cái năng lượng an lành, đặc biệt là khuếch đại nó lên thành lời nói và hành động, một suy nghĩ mà được đưa ra lời nói và hành động thì nó sẽ khuếch đại lên gấp 100.000 lần, nó tạo hiệu ứng lớn hơn nữa. Và điều đó nó đã mời lên được những cái giá trị tốt đẹp, niềm tin yêu trong lòng của người kia. Thì một câu nói nó cũng có thể tạo ra phước đức, một hành động có thể tạo ra phước đức, và cũng một câu nói, hành động hay là một suy nghĩ có thể tổn hại phước đức hoặc là gây hủy diệt kẻ khác. Cho nên Đạo Phật có đưa ra cái phương pháp thực tập sám hối. Tức là nếu chúng ta không thể kiểm soát hết lời nói và hành động của mình được, thì ít nhất một tuần lễ hay là nửa tháng, chúng ta phải chọn ra một cái buổi để ngồi gọi là phản quan, tức là ngồi để mà soi rọi lại lòng mình. Chúng ta có thể ngồi trước tượng Phật hoặc là ngồi nơi thanh vắng. Cái cơ bản là được ngồi trực diện với chính mình và tự hỏi rằng là một tuần qua mình đã sống như thế nào, nửa tháng vừa qua mình đã tạo ra những năng lượng nào, mình đã nói với mẹ, với cha, với anh, với chị, với em, đã hành xử với họ với một thái độ như thế nào, con đã gây ra bao lầm lỡ. Cơ bản là chúng ta cũng thấy được là chúng ta có những điểm ưu, những cái hay, cái đẹp. Và như đã nói là vì chúng ta vẫn còn là một con người, còn rất nhiều tham sân và si. Chắc chắn nếu nhìn kỹ thì thế nào cũng có những hành động, lời nói có chứa tham sân và si, nhiều hay là ít. Nếu tuần lễ này nhiều việc quá, bị cuốn cuồng theo dự án, bị cuốn cuồng theo yêu đương lộn xộn, thì thế nào cũng ứa ra nhiều tham sân và si. Còn tuần lễ này có ngồi thiền nhiều hơn, có đọc sách minh triết thánh hiền nhiều hơn, có tĩnh tâm nhiều hơn, có sinh hoạt theo thời khóa, có kiểm soát bản thân, có kỷ luật nhiều hơn, thì chắc chắn là nó sẽ ít tham sân và si. Như vậy thì tuần lễ mà mình sống có ít tham sân và si là tuần lễ mình đang đi về cái hướng của chân thiện và mỹ. Còn tuần lễ trước có thể là tuần lễ mình đã rời khỏi cái quỹ đạo của mình rồi. Con đã gây ra bao lầm lỡ khi nói, khi làm, khi tư duy, đam mê, hờn giận và ngu si. Tức là tham sân và si. Cái tham nó lớn lắm quý vị. Từ những cái tham muốn những cái điều kiện tiện nghi hơn, tham quyền lợi, tham danh vọng, tham sắc dục, tham những cái thứ mà nó ngoài tầm tay của mình, tức là đã có rồi mà còn muốn có nữa. Mà cái tham của mình đôi khi đó chỉ là một cái tâm mong cầu những cái điều nhỏ nhặt, những cái điều gì đó chỉ cần nó phục vụ theo cái ý của mình thôi, chứ không phải là những cái điều nó quá lớn lao, nhưng mà nó cũng có thể gây khổ cho người khác, cũng có thể gây bức bách cho người khác, và nó xiềng xích tâm hồn của mình. Và tâm sân cũng vậy. Nếu quý vị nhìn kỹ sẽ thấy là cái sân của mình nó không chỉ, tại vì cái chữ sân tiếng Hán Việt quý vị dịch không có chính xác lắm, từ cái từ của nguyên thủy đó, đó là cái từ dosa. Dosa là một cái phản ứng chống lại những cái gì mà mình không thích, không chấp nhận, không hài lòng. Còn sân, anger, nó là đỉnh điểm của sự phản ứng thôi. Tức là khi bạn hai con mắt lông sòng sọc, đập bàn, đập ghế, la hét, cãi cọ, tức giận, bỏ đi, ném điện thoại, thì cái đó thuộc về sân. Nhưng mà bực bội trong lòng, khó chịu, không hài lòng, đi chung cầu thang không nhìn mặt, gọi điện thoại không nhấc máy, hỏi không muốn trả lời, tất cả những cái đó thuộc về gì? Thuộc về sân luôn đó. Đó là những dây mơ rễ má của sân. Buổi sáng hôm nay ăn sáng mà không có chuối cũng hơi bực bực.
ăn bún riêu mà không có ớt cũng hơi khó chịu, cái đó cũng thuộc về nhóm nhóm sân, chứ ai có nói như vậy là không sân đâu. Và nhóm si, si đây là gọi là mờ ám, cái chữ mô hà có nghĩa là si ám hay là mờ ám, nhìn mà không thấy, cái đúng mà nhìn ra cái sai mà nhìn ra cái đúng. Thí dụ khi mình đang giận mà mình tưởng mình đang không có giận, cái đó cũng thuộc về si. Khi mình đang thất niệm, mình đang bị cuốn trôi theo đối tượng và hoàn cảnh, cái đó nó cũng thuộc về si nhưng mình không nhận ra. Hoặc là mình khi mình đang bị vướng kẹt vào đối tượng đó, bị chìm đắm, bị dựa dẫm vào đối tượng đó mà mình nghĩ rằng là mình đang yêu thương đối tượng đó với tất cả sự chân thành, cái đó thuộc về tâm si. Vậy thì chưa thành thánh thì ngày nào cũng có tham sân và si hết, cho nên mỗi ngày nên khôn ngoan sám hối luôn đi cho rồi, chứ còn nửa tháng là một đống rác khổng lồ không giải quyết nổi. Mà đống rác đó sẽ thuộc về ai? Thuộc về tác giả trước. Chính chúng ta sẽ hưởng cái đống rác khổng lồ đó trước. Mỗi ngày tâm chúng ta sẽ nhiều rác rến. Mỗi ngày tâm chúng ta sẽ trĩu nặng. Mỗi ngày chúng ta sẽ nhiều nhiều phiền muộn. Không có an vui. Không có thảnh thơi. Không có hạnh phúc được. Là tại vì cái cơ chế sản xuất rác chưa bao giờ dừng lại cả. Nó đồng hành với những tham vọng trong đời sống, nó đồng hành với một cuộc sống bỏ rơi bản thân mình mà chạy theo các đối tượng bên ngoài. Cho nên tôi nghĩ bài kệ sám hối này đó đáng ra phải được thực tập mỗi ngày, mỗi tối trước khi đi ngủ. Không phải chỉ đọc đọc lên rồi thôi, mà nó giúp cho chúng ta được được nhìn lại, được quay về. Con đã gây ra bao lầm lỡ khi nói, khi làm, khi tư duy, đam mê, hờn giận và ngu si. Nay con cúi đầu xin sám hối. Sám hối là sám hối với ai? Chẳng cần phải sám hối với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đâu. Ngài không cần mình phải xin lỗi Ngài đâu. Có sám hối chính với cái bản thiện, với cái Đức Phật trong lòng của mình. Tôi xin lỗi bạn. Vì có biết là có một lần đó, khi mà tôi trong cái chuyến tụ bụi đó, thì thường thường tôi đi xin đi xe nhờ đó, đứng trên đường đi, thì có nơi thì chỉ cần một vài giờ là người ta cho đi quá giang. Có những nơi người ta không có dám cho mình quá giang, người ta sợ mình ôm bom khủng bố hay là kẻ xấu đó. Thì nhiều khi mình đứng mấy ngày trời, người ta mới cho mình đi. Mà lúc đó mình không biết đi đâu hết. Thì có một lần tôi đứng giữa trưa trời nóng, đứng cỡ khoảng nửa ngày rồi không ai cho đi xe nhờ hết. Thì hết nước rồi và tìm xung quanh đó không có một cái hồ nào hết. Và tôi quyết định là nghĩ ra một cái phương cách, đó là lấy cái quyển tập, tôi ghi cái chữ water, tức là nước, đưa lên. 5 phút sau có một chiếc xe đáp lại và đón tôi đi. Đó là một cô bác sĩ. Rồi cô chở tôi đến một cái tiệm bên đường để mua nước, rồi mua thức ăn, rồi cho ít tiền rồi đi. 2 ngày sau, tôi cũng lại tiếp tục đi qua giang, đi qua cái đoạn khác. Và ngày hôm đó thì trời cũng không nắng lắm, và tôi cũng mới đứng đó được vài giờ nhưng mà cảm thấy mỏi mệt. Và bỗng dưng phát sinh ra ý niệm là bây giờ ước gì có người tới chở mình đi liền. Thì mình nhớ ngày hôm qua mình có một cái chiêu rất là lợi hại. À, mình rất là thông minh nha, mình đánh giá rất là cao về mình, tại sao không lấy lá sai? Thế là tôi lấy cái chữ water, tôi đưa lên để trên đầu. Và khi mà rút ra đưa lên như vậy thì người mình đó giống như nó có điện, nó rùng mình. Nó rùng mình là tại vì mình nhận ra là mình đang làm cái trò gì đây? Cái trò tự lừa dối chính mình. Tức là mình đang đâu có thật sự cần nước đâu. Và ngay lúc đó tôi tự gọi là mình niệm, mày làm cái gì đó. Rất rất nhiều lần như vậy quý vị. À, trong cái cuộc hành trình tu tập của tôi là tôi cứ gọi tên tôi hoài. Mình niệm, mày làm ăn vậy hả? Coi được không? Mình niệm, chán tu rồi hả? Tu hết nổi rồi phải không? Thí dụ vậy. Tại vì trong nhà thiền, cái bài thực tập cơ bản của Vipassana là chúng ta thường hỏi là ta đang làm cái gì đây? Như đã nói là nếu mà mình được sống trong chánh niệm liên tục, tỉnh giác liên tục thì không cần phải nhìn lại. Tại vì mình nhìn cái đang là nó tốt hơn nhìn lại chứ. Mà Đức Phật nói nếu mà mình nhìn lại nhiều quá nó cũng nguy hiểm được. Mình sẽ chìm vào quá khứ, chìm vào vết thương,
rồi mình sẽ tự trách hờn bản thân, trừng phạt bản thân, tiếc nuối quá khứ. Tất cả những cái đó không cần thiết cho quá trình tu tập chuyển hóa. Nhìn lại để thấy mình sai chỗ nào thôi, tại sao lúc đó mình làm như vậy, nhưng không nên đầu tư quá nhiều trong việc nhìn lại. Sám hối là chỉ chẳng qua là tại vì tuần lễ đó không có quản chế được ba nghiệp, không có tạo ra được năng lượng lành, biết mình có sơ suất cho nên mới sám hối, chứ không phải là lúc nào cũng đi sám hối. Nếu mà mình sống trong chánh niệm một cách chuẩn mực, một cách vững vàng thì không cần tới phép sám hối, nhưng mà tại vì biết là mình không làm được điều đó cho nên phải sám hối. Và đừng có cho rằng sám hối là đủ. Sám hối không đủ, sám hối chỉ là phần nhìn lại, chỉ là phần giải quyết cái đã đi qua thôi. Mà nếu mà mình chìm sâu vào cái đó đó thì mình sẽ bỏ rơi giây phút hiện tại, phải không quý vị? Giờ phút nhìn lại nghĩa là giờ phút không thể nhìn cái đang là. Quý vị có đồng ý không? Thí dụ bây giờ quý vị ngồi đây nè, tiếp xúc với tôi đi, giống như quý vị đến đây để nghe tôi cho pháp thoại. Vì quý những cái bài giảng của tôi, quý vị đã lặn lội đường xa tới đây. Nhưng mà khi tôi chia sẻ pháp thoại, quý vị có những cái điều gì tôi chia sẻ nó chạm vào cái câu chuyện của quý vị, khiến cho quý vị phải nhớ lại cái chuyện đã xảy ra ngày hôm qua hay là tuần vừa qua, là quý vị sẽ bỏ rơi tôi ngồi đây có một mình đó. Rồi quý vị sẽ đi về quá khứ, nhớ lại câu chuyện đó, và thậm chí là mình không còn ý thức là mình đang ngồi ở đây nữa đó. Không biết là mình đang ngồi ở đạo tràng chùa Giác Ngộ, không biết mình đang ngồi giữa đại chúng, không biết mình đang ngồi trong một cái dáng như thế nào, rồi đầu mình nghiêng đâu, rồi cái miệng mình có nước vải có chảy hay không, rồi tâm tư mình đã lạc lõng thế nào mình cũng không biết hết. Cơ bản của sự thực tập đạo Phật phải là tỉnh thức, luôn luôn tỉnh thức, luôn luôn chánh niệm, biết cái đang là nó quan trọng gấp trăm ngàn lần cái đã qua. Chúng ta rất là không thể điều chỉnh cái đã qua. Chúng ta nhìn lại quá khứ để hiện tại đừng có lặp lại, tương lai đừng có dẫm lên thôi. Chứ chúng ta không thể điều chỉnh được quá khứ, quý vị. Mặc dù trong cái bài kệ sám hối có câu là tội tùng tâm khởi, tương tâm sám, tâm nhược diệt thời, tội diệt phong, tội tiêu tâm diệt lưỡng câu không, thì tắc danh vi chân sám hối. Bao nhiêu lầm lỡ cũng do tâm. Do tâm hay là bao nhiêu lầm lỡ cũng do tôi. Nói với ông xã vậy, hồi trước là tôi chưa có ý thức được, tôi tưởng bao nhiêu lầm lỡ cũng do ông, mà bây giờ tôi nhận ra được là bao nhiêu lầm lỡ cũng do tôi. Nói vậy là có chút ngon lành rồi phải không? Nhưng mà làm ơn đừng có nói những cái máy được cài đặt sẵn. Tại vì ở bên truyền thống tu tập của bên Công giáo cũng vậy, Chúa cũng nói rằng là mình luôn luôn là kẻ có lỗi. Nhưng mà mình phải xét lại mình có lỗi thiệt hay không. Chứ nhiều khi mình nhận đại như vậy mà trong lòng mình không nghĩ như vậy, giả bộ cao thượng thôi, giả bộ hay ho thôi, giả bộ là mình là người có đạo đức thôi, chứ chưa chắc, phải không? Nhiều khi mình tự trấn an mình để đừng có trách giận bản thân rằng tại sao mình tu tập mà mình đi đổ thừa người khác, cho nên tự nhận về phía mình mà trong lòng thật sự không có điều đó. Cái đó vẫn là trò lừa đảo của tâm trí. Mình phải nhìn thấy thiệt. Nhưng mà để chắc ăn đó, dù là mình chưa nhìn thấy mình có lỗi, nhưng mà thông thường bất cứ chuyện gì xảy ra thì thế nào mình cũng có đóng góp phần trong đó. Cho nên mình mới nói với người kia là khoan khoan, hãy cho tôi nhìn lại tôi cái đã. Trước khi đưa ra một nhận xét gì, một kết luận gì, thì trong khi nhìn lại thì thông thường chúng ta cũng nhận ra là ít nhiều mình có đóng góp vào vào trong đó, cho nên người kia mới mới ra như vậy. Ít nhất là mình đã quay lưng, ít nhất là mình đã hờ hững, ít nhất là mình đã có ánh mắt khinh lờn, ít nhất là mình đã không quan tâm đủ, hoặc là ít nhất là mình đã không phóng ra được một năng lượng bình an trọn vẹn, cho nên người đó mới mới chìm vào khổ đau như vậy. Cho nên là trong cái bài sám hối đó thì hãy nhìn thẳng vào tâm. Chắc chắn là chính tham sân si ở trong tâm đó, nó là nguyên nhân gây ra mọi chuyện, gây ra bao lầm lỡ. Bao nhiêu lầm lỡ cũng do tâm. Tâm tịnh còn đâu giấu lỗi lầm. Ngày hôm qua có thể tâm nó chưa tịnh, nó còn nhiều cấu bẩn, còn lăng xăng, còn lộn xộn, còn nhiều rác rưởi. Nhưng mà chiều có ngồi thiền rồi, sáng nay cũng tới đây tu tập rồi, có ngồi thanh tịnh hóa tâm hồn rồi, cho nên cái tâm bây giờ đâu phải là tâm ngày hôm qua đâu.
Em của ngày hôm nay đâu phải là em của ngày hôm qua. Tại sao cứ nhìn em ngày hôm nay như là em của ngày hôm qua? Như vậy là oan ức cho em quá. Mà muốn nhìn thấy em ngày hôm nay như là em của ngày hôm nay thì bạn phải nhìn bạn, tâm hồn bạn ngày hôm nay, giây phút này, tại đây như chính nó đang hiện hiện ra. Mà đừng nhìn nó bằng con mắt của quá khứ, con mắt của thành kiến, con mắt của cái đã biết rồi. Mỗi giây phút tâm thức đều vận hành và thay đổi. Ngày hôm qua có thể không dễ thương, ngày hôm qua có thể mình là một bà la sát hay là một ông kè, nhưng bây giờ mình chuyển kênh rồi, mình qua kênh yêu thương, mình là một vị Bồ Tát, mình có rất nhiều tâm từ, thì người kia cũng vậy. Với sự thực tập bền bỉ và thành công đó, khi quý vị nhìn vào người thương của mình thì quý vị thấy người thương của mình như chính họ đang hiện ra. Tức là bây giờ họ dễ thương rồi, họ hối lỗi rồi, họ thay đổi rồi, chứ không phải là như ngày hôm qua nữa. Thực tập như vậy mới là giỏi, mới là đang đang đi theo dấu chân của Đức Phật. Còn mình nhìn người đó bằng tất cả những thành kiến, định kiến đã lỡ một lần làm tổn thương mình rồi là muốn đời không thay đổi được. Và mình đã từng có những câu tuyên bố sanh vờn như vậy. Khi mà đã làm mất niềm tin với tôi rồi thì ngàn lần cũng không thay đổi được. Như vậy là mình thực tập chưa có giỏi. Sự thực tập của mình có vấn đề. Mình phải cho nhau nhiều cơ hội để thay đổi. Tại vì tâm là vô thường mà. Và nhờ có vô thường cho nên mình mới tin rằng từ khổ mới biến thành hết khổ. Từ từ phiền não mới hết phiền não được. Cho nên là bao nhiêu lầm lỡ cũng do tâm. Tâm tịnh còn đâu giấu lỗi lầm. Khi tâm trong giây phút này, bây giờ và ở đây, không còn tham sân si nữa. Ít nhất một phút thôi quý vị. Một phút không tham sân và si nữa là không phải tâm của một phút trước. Không phải tâm của buổi sáng, không phải tâm của ngày hôm qua. Ghi nhận cái tâm này, Đức Phật nói đây là con đường thoát khổ. Ghi nhận cái đang xảy ra và đừng có luyến tiếc quá khứ, đừng có khơi dậy quá khứ. Mà nhìn với cái tâm hiện tại, giây phút này để biết là mình đang nói cái gì, mình đang nghĩ cái gì, mình đang làm cái gì. Khi mà cái tâm nó tịnh rồi đó, thì con người ngày hôm qua không còn nữa, cái lầm lỡ ngày hôm qua đó không còn nữa. Dĩ nhiên ngày hôm qua mình đã lỡ gây ra nghiệp xấu thì mình phải gánh chịu đó chứ không có mất đâu. Nhưng cái con người xấu ngày hôm qua đó nó đã thay đổi rồi. Tôi xin nhắc lại là có hai thứ khác nhau. Cái mà chúng ta đã lỡ gây ra trong quá khứ là đã xảy ra rồi, không có hốt lại được. Nhưng tâm thức chúng ta là hoàn toàn có thể thay đổi được. Tâm thức người kia là đã thay đổi rồi. Nhưng mà cái nghiệp lực họ tạo ra thì họ phải phải gánh chịu. Chúng ta phải 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 xác nhận điều đó. Và bao nhiêu lầm lỡ cũng do tâm, tâm tịnh còn đâu giấu lỗi lầm. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm. Ngàn xưa mây bạc vẫn thong dong. Câu này thì thiền sư bỏ thêm vào để làm cho cái ý nghĩa nó hay hơn. Tức là khi mình sám hối đó, không phải là mình lạy bao nhiêu lạy cái tự nhiên lòng nhẹ nhõm ha. Lạy chỉ là một cách để mình kết nối sự truyền thông của mình với Đức Phật, với các vị có đầy đủ trí tuệ và từ bi thôi. Chứ cái phép lạy đó chưa chưa đủ để thể hiện toàn vẹn sự sám hối. Mà sự sám hối nó nằm ngay cái chỗ, cái chân thật nhất của sự sám hối đó là nhìn lại mình để gọi rửa tâm hồn. Phải có một cái phương pháp cụ thể để thay đổi tình trạng. Chứ chỉ có hứa suông, chỉ có tuyên thệ, chỉ có van xin và năn nỉ thôi thì vẫn chứng nào tật nấy, vẫn tiếp tục đi theo cái thói quen cũ, vẫn tiếp tục bung ra lời nói hành động một cách đầy bản năng không kiểm soát, thì sám hối có trăm ngàn lần cũng chẳng có giá trị gì. Sám hối là một hành động muốn quay về. Cái ngày sám hối nó phải chấn động, nó phải xúc động, nó phải có một cái động cơ là tôi muốn thay đổi, tôi không muốn nói như vậy nữa, tôi không muốn làm như vậy nữa, tôi không muốn suy nghĩ như vậy nữa, và tôi muốn có một sự chứng minh nào đó. Có ai, có vị thầy nào, có bậc toàn toàn vẹn nào, có bậc trí tuệ từ bi nào cho tôi làm điểm tựa tinh thần để tôi nương vào các vị, mà tôi ý thức đây là cái mốc thời gian tôi muốn được quay trở về để sống với những giá trị tốt đẹp nhất của tôi, thì cái đó mới thật sự là chân sám hối.
Và chân sám hối còn sâu sắc hơn nữa rằng tất cả những lầm lỡ chỉ là hiện tượng. Cái không lầm bao giờ lầm lỡ, cái không bao giờ tì vết là bản chất. Bản thiện trong con người thì nó không có hư hao, chỉ có bị án mây mờ nó che lấp thôi. Cho nên mình nhìn vào người đó, mình chỉ nhìn thấy một án mây mờ, thì cái nhìn đó là cái nhìn bị bắt kẹt vào thế giới của hiện tượng. Cái nhìn đó gọi là cái nhìn cạn cợt. Mình tu sao mà mình giờ nhìn vào người thương của mình, nhìn khi ngay khi người đó nổi tam bành lục tặc mà vẫn thấy đó là con người dễ thương. Đây chỉ là một hiện tượng thôi. Mà muốn có được kinh nghiệm này thì mình phải nhìn vào chính mình. Mình thấy cái lúc mà mình nổi điên, nổi cơn lên, sâu thẳm bên trong là gì? Là một vết thương đang chi phối. Sâu thẳm bên trong là một tâm hồn nhạy cảm, dễ rung động, chân thành, biết hiểu, biết thương. Và sân si nó như là một án mây nó phủ lên thôi, chứ nó không thay đổi được cục diện ở bên trong. Cho nên tôi rất thích cái câu là thanh thủy bản vô ưu, nhân phong tầng diện, thanh sơn giai bất lão vì tiết bạch đầu. Hôm nay sổ nho quá trời luôn. Thanh thủy bản vô ưu, tức là mặt nước vốn nó không có nhăn nhó, nhưng mà khi mình đi ngang qua mình thấy cái mặt hồ nó lăng tăng gợn sóng, không phải vì vốn nó là như vậy, mà là vì gió tác động, nhân phong tầng diện. Thanh thủy bản vô ưu, mặt hồ vốn không có buồn rầu nhăn nhó, nhưng mà vì gió tác động cho nên mình bị hiểu lầm, bị sập bẫy. Thanh sơn giai bất lão, ngọn núi xanh vốn không có già đâu nhé, nhưng mà vì tuyết phủ xuống mùa đông đó, nhìn xa tưởng đó là ngọn núi già, chứ còn mình kiên nhẫn chờ tới mùa xuân hay là mùa hè nắng lên thì tuyết sẽ tan, thì mình sẽ thấy được bản chất thật của ngọn núi. Mình tu làm sao mình nhìn vào con mình, dù con mình có gây ra bao nhiêu lầm lỡ, dù con mình có ngỗ nghịch, thì mình vẫn thấy được cái tuổi thơ đáng thương của nó, một tâm hồn trong trẻo tinh anh ngày nào. Một đứa bé ham sống, yêu đời, yêu người và có những cái hoài bão đẹp như thế nào. Nhưng vì trong một giai đoạn nào đó nó bị những năng lượng xấu bên ngoài tác động vào, do chơi game nhiều, do đi lên internet nhiều, bị chất độc nó nhiễm ô, cho nên trong một giai đoạn đó nó không còn là chính nó nữa. Nó đã xúc phạm cha mẹ, nó đã làm những cái điều sằng bậy. Mà nếu mình là một bậc cha mẹ có tỉnh thức, có trí tuệ, nhìn sâu vào con, mình thấy rằng cái hiện tượng này chỉ là nhất thời. Nếu đặt nó vào một môi trường tốt, môi trường ưu tú, môi trường lành tính, thì những cái hiện tượng kia sẽ tan rã và trả con mình về với chính mình. Mình chỉ có được cái thấy này khi mình có cái thấy về chính mình trước. Mình nhìn vào những cái lầm lỡ của mình tự tha thứ cho mình. Mình biết rằng vì lúc đó mình thiếu chánh niệm, thiếu tỉnh thức, vì mình sống thiếu kỷ luật, thiếu nguyên tắc, vì mình chạy theo đam mê, tâm mình đặt ở bên ngoài, rượt đuổi theo ngoại cảnh nhiều quá, cho nên mình đã vung vãi ra những cái rác rén đó, tạo ra những cái nghiệp lực xấu xa đó. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn mình vẫn còn một Đức Phật đầy trí tuệ, đầy từ bi. Bản thiện trong mình nó vẫn còn nguyên vẹn đó. Vì niềm tin đó cho nên mình quyết tâm tu tập, quay trở về, tìm lại cái bản chất chân thật, mà không mắc kẹt trên thế giới của hiện tượng. Trong thiền Vipassana đó quý vị, không khuyến khích chúng ta trách giận bản thân, không khuyến khích chúng ta coi thường bản thân mình. Làm như vậy chúng ta sẽ rơi vào tự ti mặc cảm, và khổ đau sẽ chồng thêm khổ đau. Trong thiền Vipassana muốn chúng ta lúc nào cũng lùi lại một bước, ngã người ra ghế để nhìn mọi hiện tượng đi ngang qua, mà đừng có đồng nhất với các hiện tượng đó. Nhìn người đó giận, không đồng nhất vào hiện tượng giận, thấy một cái bản thể tuyệt vời của người đó. Nhìn vào người đó sân si, nhìn vào người đó có rất nhiều yếu kém, có nhiều vụn về, mình không mắc kẹt vào tất cả thế giới hiện tượng đó. Thì cái đó gọi là cái nhìn có chiều sâu, cái nhìn tiếp xúc được với bản chất chân thật. Vậy thì khi mình sám hối mà đạt tới cái chân sám hối á, cái sự sám hối chân thật nhất á, đó là mình được tiếp xúc trở về với cái con người sâu sắc, với cái bản thể thanh tịnh xưa nay của mình. Đó là bài kệ sám hối.
Vì thì sám hối là cần thiết, nhìn lại là cần thiết, nhưng mà đừng có nhìn lại hoài. Nhìn lại hoài là không có nhìn vào hiện tại được thì sẽ vấp ngã tiếp. Cơ bản là phải tập nhìn vào hiện tại, sống trong tỉnh thức. Đến khi nào mà mình tự thấy là mình đã sống chưa trọn vẹn với giây phút hiện tại thì nên nhìn lại một chút. Hoặc là mỗi ngày như vậy, để chắc ăn thì mình nên thiết lập ra nửa giờ để tự sám hối với lòng. Sám hối thì cái từ nó quá lớn lao, chúng ta có thể dùng cái từ gọi là tự xin lỗi, hay là tự hối, hối cải, tự hối lòng. Và tôi thường hay xài cái từ gọi là hối tâm. Hối tâm tức là nhìn thấy những cái bước trượt của tâm mình. Mình vừa có ý định đó, ý định rất là đen tối. Đôi khi thấy trong mắt em một bóng tối nhỏ nhoi. Câu của Trịnh Công Sơn trong Rồi Như Đã Ngây Ngô. Nhưng mà đôi khi thấy trong mắt ta một bóng tối nhỏ nhoi, có cái sự toan tính ích kỷ nào đó, phát hiện ra nó hết hồn. Trời ơi, con người mình như vậy sao? Giống như đưa cái tấm bảng tôi cần nước đưa lên, water, hết hồn. Trời ơi, thầy Minh Điểm đây sao? Một vị thiền sư tương lai mà như vậy sao? Một vị Phật tương lai mà như vậy sao? Làm ăn như vậy đâu có được. Thì đó gọi là một bước trượt. Và phải nhìn thấy cái bước trượt đó càng sớm càng tốt. Tốt nhất là đừng có trượt. Dĩ nhiên, chứ ngồi đó nhìn bước trượt hoài là sẽ trượt hoài. Ngồi đó mà luyến tiếc quá khứ thì biến tất cả những chất liệu màu nhiệm tuyệt vời của hiện tại trở thành quá khứ hết. Phải sống sâu sắc trong hiện tại, sống cho vững, sống cho chắc. Chứ còn chưa có một kế hoạch nào cho hiện tại để sống cho vững cho chắc, mà cứ ngồi đó sám hối, cứ ngồi đó tiếc nuối, cứ ngồi đó để mà mần cái quá khứ bầm 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 ra, trách giận bản thân, than trời trách đất, thì chỉ làm cho mình yếu đuối hơn, mất niềm tin vào bản thân hơn. Cái đáng sợ nhất trong cuộc đời đó là đánh mất niềm tin vào chính mình. Chúng ta có thể đánh mất niềm tin vào con người. Ý tôi là không phải xúi các vị đánh mất niềm tin vào con người, nhưng mà nếu có lỡ đánh mất vào niềm tin vào con người thì vẫn còn cơ hội cứu chuộc được, thay đổi được. Là tại vì chúng ta vẫn còn niềm tin vào bản thân chúng ta, niềm tin vào bản thiện, những giá trị tốt đẹp vẫn còn đó. Này con cúi đầu xin sám hối, một lòng con cầu Phật chứng tri. Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới, nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Bốn câu đó rất là hay, rất là quan trọng. Giải pháp đưa ra để bớt ăn năn hối cải, hay là bớt gây ra lầm lỡ, gây nát lòng người thương, gây đổ vỡ các mối quan hệ, làm đánh mất phẩm chất đạo đức của mình, đó là nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm. Nhiều khi mình chỉ nguyện thôi chứ mình chưa có sống được, quý vị. Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước thôi. Mơ ước lúc nào cũng được sống trong sự tỉnh thức hết. Nhưng mà nếu mình không có một cái kế hoạch cụ thể, không có một quyết tâm cao độ, không đặt mình vào một cái môi trường thực tập nghiêm khắc, thì làm sao mình có đạt được cái trình độ là sống đêm ngày trong chánh niệm, một ngày 24 giờ trừ mấy giờ ngủ ra, giờ nào mình cũng sống trong sự tỉnh thức hết, sao mà làm được? Cho nên là phải thực hiện thôi. Đã tình trạng đó bắt đầu rất là tồi tệ, đừng có đợi tới khi mà người thương mình xách gói bỏ đi. Đừng đợi tới khi mà hai bên không còn nhìn mặt nhau nữa thì mới bắt đầu ăn năn hối cải, mới bắt đầu sám hối. Con người chúng ta thường hay như vậy, mất đi rồi mới tiếc nuối, còn đang sở hữu, đang có thì lại dễ nguôi khinh lờn. Và mình chắc rằng là mình đã chưa sống trọn vẹn được chánh niệm 24 giờ trong ngày, thì hãy nên có một chương trình sám hối. Nhìn lại, từ nhìn lại có thể là một từ dễ nghe hơn, hoặc là từ làm mới, beginning the new, mà trong cái bài thi kệ có sử dụng là làm mới. Anh Trịnh Công Sơn ngày xưa anh cũng xài cái từ làm mới. Có vài lần anh ghé ngang cái thiền thất của tôi Đà Lạt lúc 10 giờ, 11 giờ đêm. Tôi hỏi anh đi đâu vậy? Anh chỉ nói hai từ là đi làm mới. Thì sáng hôm sau ăn sáng thì anh có nói là đời ta hết mang điều mới lạ.
Ta đã sống rất ơ. Đời tôi hết mang điều mới lạ. Tôi đã sống rất ơ. Sơn chỉ đi tới cái mức là sống ơ hờ thôi, chứ chưa có phạm lỗi quý vị. Sống vô tâm á, và tự thấy mình không còn gì hay ho, không còn gì mới lạ để cống hiến cho người thương mình hết. Mình cũ xì, mình cũ mềm, mình chỉ có chút tài năng và chút khả năng lặp đi lặp lại nhiêu đó thôi. Còn mỗi ngày đều ứa ra chất độc đều đều, thì người thương mình cũng đang chịu đựng mình đó, gồng lên mỗi ngày. Không tin mình rời khỏi nhà cơ hội, có phải họ thở phào nhẹ nhõm không? Nghe đi chùa mừng quá trời luôn. Như vậy là biết mình làm ăn sao rồi. Cho nên là anh Trịnh Công Sơn là anh chỉ thấy ảnh cũ đi thôi đó, cứ nhiêu đó lặp lại mà chưa đến nỗi tiêu cực, chưa đến nỗi ứa ra chất độc mà người ta còn mau mau đi làm mới. Còn mình là người thương mình muốn lại mình đi làm mới bao nhiêu lần rồi. Làm ơn đi chùa đi, làm ơn đi giữ khóa thiền đi, làm ơn đi tĩnh tâm đi, làm ơn cứ xách gói đi đâu thời gian đi, cho cả hai điều mới lại đó. Người ta nói trong tâm đó mà không chịu nghe thôi, chứ đợi nói ra luôn thì còn gì nữa, phải không? Cho nên là không hồn ha, phải tự làm mới mình mỗi ngày. Mà mỗi ngày là vẫn nhiều khi vẫn còn muộn đó quý vị. Phải mỗi giờ, mỗi giây phút trôi qua đều phải nhìn lại một chút xíu để xem là mình vừa nói gì, mình vừa hành động gì, mình vừa suy nghĩ gì. Còn nếu mà chưa có giỏi được cái mức như vậy thì mỗi tối mình cũng có thể tắt điện thoại một tiếng đồng hồ, không xem tivi sau 10 giờ, không lên internet sau 10 giờ, dành một phút để gội rửa tâm hồn, dành một phút để làm mới tâm hồn trước khi bắt đầu một ngày mới, một ngày ngày mai mà mình muốn mình bước vào ngày mai với một năng lượng trong trẻo, bình an và yêu thương. Cho nên là mình cần có nửa tiếng hay là một tiếng tĩnh tâm lại. Nói thiệt với quý vị, khi tôi bất kỳ thấy một người bạn trẻ nào mà ngồi yên xuống chỉ nhìn lại mình với rất nhiều vọng tưởng thôi, chưa định tâm được, chưa quan sát cái gì được trong hiện tại, và tôi đã xúc động, tôi đã mừng lắm rồi. Bạn này cái cơ chế nhìn lại nó còn hoạt động được, tại vì có nhiều người cơ chế đó nó đã hư từ lâu rồi, không bao giờ nhìn lại được, gọi là không còn răng để cắn đó. Gọi là cắn răng chịu đựng mà không còn răng để cắn, mà ăn năn cũng không ăn được tại vì không còn răng để ăn. Thì cái kiểu đó đó quý vị, mình hay nói đùa như vậy. Có nhiều khi mình rất muốn nhìn lại mà không nhìn lại được. Nếu mình không mài dũa kỹ năng đó thì nó sẽ lục, nó sẽ bào mòn, nó sẽ bị xói mòn. Cho nên nếu được mỗi tối quý vị ngồi xuống trước 10 giờ viết trang nhật ký ngày hôm nay. Ngày hôm nay mình đã sống như thế nào? Cách đây vài ngày tôi có nói pháp thoại về đối mặt với trầm cảm. Tôi có giới thiệu cái video clip là I had a black dog. Tôi có một cái con chó đen, tức là người cam chàng Matthew để anh có một cái sáng kiến. Anh so sánh những người bị trầm cảm như là bị một con chó đen đó khống chế mọi suy nghĩ và hành động. Khi anh chàng đó ăn cái món gì, con chó nó cũng can thiệp vào để thấy cái món đó nó không còn hấp dẫn nữa. Khi anh chàng đó chơi những trò chơi hoạt động ngoài trời như là thả diều, dùng cái hình ảnh thả diều để tượng trưng cho ý tưởng là bay lên cao, phiêu bồng, con chó nó cũng ghì con diều xuống, nó đạp lên con diều đó. Rồi khi anh chàng đó ngủ bên người thương của mình thì con chó nó cũng nằm giữa, làm cho anh chàng đó không còn cái cảm xúc yêu thương nữa. Thì con chó đó nó bao trùm hết mọi sinh hoạt đời sống của một người bị trầm cảm. Thì cái anh chàng Better này theo tôi đoán cũng là một chuyên gia tâm lý trị liệu, anh ta mới đưa ra nhiều giải pháp để đối trị con chó đó. Thì đối với những cái bệnh trầm cảm nhẹ thì có thể chạy bộ, đi bộ, tại vì theo chứng minh lâm sàng cho thấy là khi mà mình vận động thể thao ngoài trời đó thì cái trầm cảm nó không có đất để nó tồn tại. Tức là những cái hoạt động năng động tích cực á, nghĩa là nói ngược lại là khi bạn nằm ủ dột một mình ở trong phòng, thu mình vào một cái góc tối, đó là cơ hội để trầm cảm nó phát triển, làm cho con chó nó mập lên, nó lớn dần ra. Còn khi bạn bắt đầu hoạt động tích cực năng động thì con chó nó sẽ yếu đi. Thì anh chàng mới minh họa cái hình là con chó nó rượt đuổi theo anh chàng, nó hụt hơi luôn, tức là không bắt kịp. Và khi anh chàng nó ngồi tĩnh tâm vậy nè thì con chó nó đứng ngoài cửa nó nhìn chứ nó không có vô được ở trong trong nhà nữa.
nói chi là trong tâm hồn của anh chàng đó. Và anh chàng có đưa ra một cái bảng để mình theo dõi tình trạng tâm thức của mình. Đầu tiên là con chó bự khổng lồ gọi là really bad, tức là con chó đó ngày hôm nay cái cảm xúc của mình nó rất là tồi tệ. Rồi con chó nó nhỏ hơn là pretty bad, tức là hơi hơi tệ. Rồi con chó nhỏ hơn chút là bad, tức là nó tệ. Rồi con chó nhỏ hơn nữa là good. Rồi con chó nhỏ xíu là really good chẳng hạn. Thì nó có những cái mục chấm điểm ở ngày hôm nay là mình sống trong sự dễ thương hay là sự không dễ thương, lời nói hành động có kiểm soát hay là không kiểm soát, nói ra được những lời xây dựng niềm tin yêu cho người thương của mình hay là tiếp tục tàn phá, tiếp tục chà muối vào vào trái tim người ta, làm cho trái tim người ta tan nát. Thì mình ghi ghi vào đó để thấy cái thái độ mình sống mỗi ngày như thế nào: hấp tấp, vội vàng, hờ hững, vô tâm, nổi loạn, hay là điềm tĩnh, nhẹ nhàng, từ ái, yêu thương. Cái đó nó quyết định nên hạnh phúc của chúng ta. Cái đó nó quyết định nên một đời sống có giá trị, có ý nghĩa hay không của chúng ta. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Phúc Tịnh xin kết thúc podcast hôm nay tại đây. Bài pháp thoại mang tính chất tâm lý trị liệu do thầy Minh Niệm và cộng đồng thiền tâm lý trị liệu miền tỉnh thức thực hiện. Nếu thấy bài pháp thoại này là hữu ích thì nhờ quý vị anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Kênh podcast Phúc Tịnh xin góp một phần để lan tỏa những bài pháp thoại đầy giá trị này đến với những người đang cần sự giúp đỡ về mặt tâm lý cũng như những người thực sự ổn để cùng xây dựng một xã hội bình yên, hạnh phúc hơn. Trân trọng cảm ơn mọi người đã theo dõi. Ngoài ra, do giải thuật của YouTube ưu tiên những video có nhiều like, nên nếu mà thích video này thì nhờ quý vị anh chị bấm thêm vào nút like video và ấn nút theo dõi kênh để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn. Xin cảm ơn sự theo dõi của anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối an lành.